Kính thưa quý vị và các bạn, hiện giờ Hải Đăng đang có mặt tại nhà thờ giáo xứ Hữu Vi. Và trước mặt quý vị thấy ngay cổng vào giáo xứ Hữu Vi thì có một tảng đá rất là đẹp. Vâng, được đặt ngay cổng vào nhà thờ giáo xứ Hữu Vi. Và trên cái tảng đá có ghi dòng chữ Đạo Yêu Thương Giáo xứ Hữu Vi, năm thành lập giáo họ năm 1828, được nâng lên hàng giáo xứ vào ngày 8 tháng 9 năm 1936, đại tu Thánh Đường năm 1915. Vâng, và cái tảng đá này thì được ông Tomaso Đặng Văn Hậu và ông Tomaso Đặng Văn Đương dâng cúng vào năm 2020. Và bây giờ hãy đang xin mời quý vị và các bạn hãy đến với giáo xứ Hữu Vi để cùng ngắm nhìn cái cảnh đẹp của giáo xứ Hữu Vi, cùng ngắm nhìn cái ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy của giáo xứ Hữu Vi. Và quý vị và các bạn hãy đến với giáo xứ Hữu Vi để cùng cảm nhận được, để cùng thấy được cái sự thay đổi về mọi mặt của nhà thờ giáo xứ Hữu Vi. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn. Thank you.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ của cha, nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha.